đây nè, thì liên quan về hàm số câu 1 đó các bạn, hàm số câu 1 của bài tuyển sinh vào lớp 10 đó, thì các bạn tập trung giúp Lợi. Thứ nhất đó là đường thẳng nha các bạn. Đường thẳng thì có dạng y bằng ax cộng b. Thì đường thẳng này các bạn tập trung, thứ nhất đó là vẽ đồ thị. Thứ hai đó là tìm vị trí tương đối, hay còn gọi là hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song, hai đường thẳng trùng nhau đó các bạn, được chưa? Tiếp theo đó là bài phổ thông nhất, đó là phương trình hoành độ giao điểm, nó nằm ở trong cái mục vị trí tương đối này nè các bạn, được chưa? Thì cái bài phương trình hoành độ giao điểm này các bạn có thể dùng, thứ nhất đó là đồ thị, là hình vẽ đó. Thứ hai đó là các bạn làm bình thường, đó là các bạn phải giải đó, được chưa? Tiếp tục câu cuối, phần lớn cái bài hàm số này sẽ có hai câu vẽ và phương trình hoành độ, hoặc là một câu vẽ, một câu tìm m, để hai cái đường thẳng đó song song, hai đường thẳng đó cắt nhau, vân vân và vân vân. Thì bạn nào muốn vẽ đồ thị là cũng có trên YouTube rồi nha các bạn, vị trí tương đối của nó hoặc là phương trình hoành độ giao điểm của nó thì cũng nằm trên YouTube thằng thầy Lợi rồi, được chưa? Tìm m để hai đường thẳng đó như thế nào cũng nằm trên YouTube thằng thầy Lợi rồi. Bạn vào đó xem giúp Lợi. Muốn tìm vẽ đồ thị của thằng thầy Lợi thì các bạn cứ bấm vào YouTube thằng thầy Lợi vẽ đồ thị, hoặc là vẽ đồ thị thằng thầy Lợi trên YouTube, nó sẽ hiện ra nha các bạn. Ok chưa bạn?